Sáng ngày 11 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận của hệ thống chính trị quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đoàn Mạnh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2024, tình hình chung trên địa bàn huyện có sự ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, công tác dân số, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chương trình xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở. Ban Dân vận Huyện ủy và khối dân vận cơ sở chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn của dân tộc, chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội mặt trận và đại hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029, chuẩn bị các điều kiện để đại hội cấp huyện trong thời gian tới. Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục được đẩy mạnh. Ủy ban Nhân dân huyện tập trung chỉ đạo sản xuất, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác cải cách hành chính, duy trì tiếp công dân, xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình cơ sở, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hướng về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo, thăm hỏi đồng viên gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, nêu ra một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng thời thống nhất với 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của hệ thống chính trị quý 2 năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quý 1, đồng thời đề nghị trong quý 2, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể, từ huyện đến cơ sở, cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang, công tác dân vận của mặt trận và các đoàn thể, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, ban hành kế hoạch phân công các cơ quan, đơn vị cấp huyện, giúp đỡ các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ bảo hiểm y tế, tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới, quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải nông thôn, vận động nhân dân làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô, tuyên truyền, cảnh báo nhân dân nâng cao ý thức về phòng chống tai tệ nạn xã hội, các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tuyên truyền phòng chống đuối nước, tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.